chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo, đó chính là Yokai Tamer các bạn. Rồi, có một bản chút để bản nét Yokai Tamer. Rồi, chơi xem như nào nhá. Nhìn có vẻ rất là Nhật Bổn luôn các bạn. Rồi, và game này chắc là game nhập vai các bạn. Sakurami Samurai, report for duty. Lâu đấy. Tôi lấy đứa bé này đi. Tên bị trùng rồi anh em. Mình lấy random một tên thôi nhá. Yokai Tamer. Chọn lại một lớp đi. Rồi, đây chính là giao diện in-game. Hey. Dango thấy có được. Cái đồ họa của game này thì nó có vẻ giống đồ họa của game Pokemon anh ạ. Game khá là... Yatto mitsuketa. Moedo. Dengoku no hono yo. Hey. 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 Mà nhập vai theo kiểu Nhật Bản. Abanai. Ushido ni sagatte. Miro. Kazajirima ga mawatteru. Yokai Tamer. Learned a new skill. Let's try it out, master. Bay nhảy cũng được phết, đồ họa đẹp. Bơi. Koyoi no tsuki, kirei desu ne. They want to venture with you. Kinh đấy. Mình sẽ auto nha. Mình có thêm một skin mới. Bây giờ level bao nhiêu rồi? Level 17 rồi. Nhanh, em mình tăng cấp cũng nhanh. Vừa tiếng Nhật, vừa tiếng Anh. Để tôi xem ngôn ngữ này có hỗ trợ tiếng Việt không nha. Nhiều khả năng là không có phần set ngôn ngữ tiếng Việt các bạn. Mặc định nó sẽ là tiếng Anh ấy. Chỉ có không có phần chỉnh ngôn ngữ đâu, nên là chơi game chúng ta chỉ có tiếng Anh và nghe có lời thoại tiếng Nhật. Đây, chưa có nhà phát hành nào Việt Nam Việt hóa game này. Nhìn đồ họa rất là đơn giản thôi, nhưng mà màu sắc của nó làm rất là đẹp. Rất là ấy luôn. Nhìn nó kiểu anime ấy, hoạt hình. Giống cái chuyện của Nhật. Đó. Có thể tăng cấp lên 75 chỉ trong 10 phút. Kinh quá. Mình đã level 24 rồi đây này. Chúng ta chơi được 4 phút level 24. Gigantic,
gắng level 30 chúng ta sẽ mở được con thú gì kìa. Abanai, ushido ni sagatte. Có điều đệ mình đi sau mà. Thằng này thì bay mà con kia chạy bộ. Trông bất đẳng giới vãi. Cố gắng lên level 30 để mở thú cưỡi nha. Level 30 rồi đây. Mình có con thú cưỡi rồi. Con mèo các bạn. Nhìn rất là đáng yêu. Con mèo là kiểu như mèo mèo may mắn ấy. Đông thế. Đông. 18 đứa con là 23. 7 đứa rồi. Clear cái gì? Level 75 thì trong vòng 10 phút kinh vậy. Đây là auto batting rồi. And I will increase your mobi EXP by 50% yen. Miko, cho nó đi theo của mình đây. Himeboshi, danjo. Level 40 rồi. Có kìa, đúng là 10 phút chúng ta lên level 75 thật. Level khiếp quá. Cứ nói chuyện là xong nhiệm vụ. What a nice looking asteroid. This is the power of goals. Thank you.
村の誇りに思われたい。私に近づかないで。ベータ。I need a light up the way. Is this legendary fun? You can become more powerful with this, Master. Tanka na zokusei. Watashi no himitsu wo shiritai no?Được cái này game này nghe nó sẽ êm tai. Vì game Việt Nam có ông phà đầu tiên nó kiểu giọng chua cất mèo. Chơi nó dễ chịu. Kuro sureba shisai o kina. Join a geek and his friends to fan against the Dado King together, Master. Set fanbase and rock cookies every single day. Ada no yokai wa eki ではない。Nhiệm vụ quá. Cái này bắt chúng ta nó roi một cái gì. Mình có một ghi là người đứng cấp. Mira, kazaguruma ga mawatteru. Wiki travel activity.Free unlimited teleportation, 30% EXP buff. Unleash your inner potential, Master. Hello, 買いませんか? Ôi ôi, nhiều nhiệm vụ quá. Bây giờ chúng ta level 64 rồi.何を照れているの？眠っている。There are massive yakski locked away within daily quest, Master. To level up faster, don't miss them. You thế? Ui, tôi bị tụt ghế.Nó không tự động nâng gì à? Cô làm bị ấn thì mình ngại lắm. Lười. アダの妖怪は敵ではない。私に近づかないで。レベル65ね。因为chúng ta sẽ được thưởng rồi. Đó, xong. Tiếp theo là level 95 nữa.Là một cái nhiệm vụ như kiểu phụ bản đấy. Đồ chúng ta có rất nhiều thứ luôn. Cấp cho cả thú nữa này.Easy peasy. Dễ quá, game lại dễ rồi. Chứ rồi tôi lại vào lại cái lúc ấy sao? Không phải. SSR battle is going to commence. Good luck, Master.
hiểu cái này lắm. F gì? Cấp. Cái nhiệm vụ khí đấy chưa làm được. Mắc vậy. Đây chúng ta sẽ đánh phụ bản này, đánh roi ấy. Rồi sẽ nào. Cái này như của PK đấy. Rồi sẽ là chơi như nào. Xem ao cái này ra kiểu gì nhỉ? Chưa biết ao cái này ra. Cái này đang đánh nhau cái gì lâu thế?
Thôi có lẽ hôm nay mình sẽ dừng game này ở đây. Thời gian nó cũng quá là dài rồi. Ôi xin chào và gặp lại các video game tiếp theo.